cái phần này nó sẽ chạm cái cánh và nó tự gấp lại. Cái đây quả là một cái thiết kế cực kỳ thông minh. Tại vì nếu mà cái này nó làm cứng á, mình đẩy ra sau, vô tình nó chạm vào cái cánh phía sau này, nó dễ làm gãy hoặc là trầy cánh phía sau. Hi, all my friend, welcome to Unbox and Review the Transformers show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox and Review Transformers của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay bên cạnh mình đây là em F12A Starscream. Này là bản KO làm theo cái bản MBM10 đó các bạn. Thì không biết cái chất lượng nó sẽ như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu Unbox Review ngay cho các bạn xem. Và trước khi Unbox, mình cũng đánh giá sơ một chút xíu về cái hộp. Thì cái hộp này một cái tông màu trắng và những cái hình màu xám thì mình thấy nó rất là sang, cảm giác nó sang trọng. Cái chất giấy nó cũng nhám nhám và cái hộp nó cũng bình thường thôi. Ồ, có chữ Metal Deformation. Rồi, đó, bên này thì có chữ F12. Cơ bản là vậy thôi. Một cái hộp giống y như một cái hộp thời trang luôn. Bây giờ mình sẽ unbox nha, let's go. Một màu trắng tinh khôi, chứa đựng bên trong một em ác nhân rất là độc ác và không có trung thành một chút xíu nào. Wow. Wow. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Gã cẩn thận xém trung thành. Đây là chắc là cây súng. Đây là cái phần lưỡi cưa nè. Xoay được luôn các bạn. Và đây là một cái khẩu súng nhỏ nữa. Wow, sơn đẹp quá, cực kỳ sắc nét luôn. Ngoài ra thì cũng có một cái tờ giấy hướng dẫn nha các bạn. Để mình xem. Ở đây có in hình em Starscream nè, 36 bước. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em F12A. Thì cái cảm quan đầu tiên của mình là cái cầm nắm rất là chắc chắn nha các bạn. Nó tạo cho mình cái cảm giác cầm nắm chắc chắn và cái nhựa mình cảm giác cũng khá là tốt. Và cái màu sơn thì rất là đẹp. Cái màu sơn tuyệt vời luôn các bạn ơi. Và cái tỷ lệ nó cũng bám theo phim rất là tốt. Cơ bản thì em này là hắt từ cái MBM10, nên là nó học hỏi và nó phát triển được có vẻ rất là ổn. Và để làm rõ hơn cái điều đó thì sẽ đi ngay vào phần review chi tiết cùng với mình nhé. Đầu tiên là cái phần đầu. Wow, cái phần đầu này mình thấy nó làm cực kỳ sát phim luôn. Những chi tiết họ làm cắt khắc rất là sắc nét và nó tạo cái độ sâu từng lớp rất là đẹp. Ở đây thì mình thấy nó sơn cái màu vàng gold và ở sau nó cái màu vàng đồng nha, hai màu. Và tiếp tục mình có một cái màu tím nhấn ở phần trên má và ở phía sau gáy. Cái này là một bước sơn màu mà nó cho mình thấy cái sự sáng tạo và cái tạo điểm nhấn cho cái đầu. Rất là tiếc một chút xíu là mình thấy cái phần đầu này nó không có led nha. Giá mà có led thì cái phần mắt này nó đỏ lên được thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và ở đây thì các bạn xem nhé. Đầu tiên là cái biên độ mình sẽ xoay nhé. Cái đầu này có thể xoay được 360 độ luôn nè các bạn. Đó. Và cái khớp đầu cực kỳ chắc luôn. Mình xoay mình thấy là rất là nặng tay. Và ở đây cũng có một cái khớp có thể ngửa lên như thế này và ngửa cúi xuống như thế này, ngửa lên và cúi xuống như thế này. Rất tiếc là không có lắc qua phải hoặc lắc qua trái. Cái này nó bị thiếu chút xíu, nhưng mà không sao. Ở cái phần mặt này nè, nó có một cái vị trí mình có thể bật xuống. Đó, nó há cái miệng ra và đóng cái nắp lại như thế này. Đó, há miệng ra và đóng miệng lại như thế này nha các bạn. Nó tạo cho cái đầu nó có một cái thần thái tốt hơn. Và một cái phần mình phải nói đến một chút xíu nữa, đó là về cái tổng thể. Mình muốn nói thêm chút xíu về tổng thể. Cái tổng thể này nó tạo cho mình cảm giác nó có cái độ sâu. Bạn nào chơi chụp hình hay là chỉnh ảnh, các bạn thấy cái chuyện mà mình kéo contrast đó. Mình kéo contrast để nó tăng cái độ sáng tối và nó tạo cái độ sâu tương phản hơn. Thì đây là một cái phiên bản được kéo contrast. Mình nói một cách vui vậy thôi. Thực ra là nó được sơn lại rất là đẹp, nhất là cái phần ngực tam giác nè. Đó, cái phần ngực này nó được sơn các cái màu và nó có cái điểm nhấn, nó có độ sâu khác nhau, nó tạo ra cái độ sâu cho cái hình khối nên mình nhìn nó cực kỳ sắc nét, tạo cảm giác nó sắc nét và cái hình khối nó bật lên, nó đẹp hơn cái bản MBM10 nha các bạn. Mình đã xem cái phiên bản của 3A Starscream và mình xem đi xem lại rất là nhiều những cái đoạn em Starscream xuất hiện trong phim và mình so sánh chi tiết thì thực sự đây là một cái bản thiết kế bám chi tiết rất là tốt. Ở phía trên này cũng có những chi tiết giống nè. Và đặc biệt các bạn thấy ở hai cái bên này nè, chi tiết hai bên này ha,
Wow, nó làm những cái chi tiết máy nhỏ xíu và được khắc cắt cực kỳ chi tiết luôn. Nó xếp với nhau, nó tạo ra một cái tổng thể rất là đẹp. Và nó đi xuống cái phần này, đây là cái phần kính của cái máy bay nè. Và cái phần kính này, cái màu này mình ưng nha. Nó không quá sáng, nó vừa phải, nó tạo cái độ tối và mình vẫn nhìn xuyên ở bên trong được. Cái điều mình thấy, mình hơi tiếc chút xíu là nếu mà trong đây nó có được độ LED trong đây thì nó sáng cái này lên nữa, mình nghĩ là rất là đã luôn, cực kỳ tốt. Những chi tiết của hai bên này nè, đó, nó bám phim rất là tốt luôn. Có thể là không phải theo 100% đâu, nhưng mà những chi tiết nào đều xuất hiện là nó đều học hỏi và nó design cho giống luôn. Và ở đây các bạn có thể thấy được những cái piston này nè, nó phối hợp giữa cái màu kim loại ha và màu vàng gold. Nó đi với cái màu nhựa được sơn. Cái này mình nhìn qua thì mình tưởng là để là nguyên cái lớp nhựa, nhưng mà không phải đâu. Cái này là nó được sơn một cái lớp lên rồi, sau đó nó phủ thêm một cái lớp nữa. Đây, các bạn thấy cái lớp màu đen nè, nó đi từ đậm sang nhạt. Đó, thì khi mà như thế này nó tạo cái độ sâu hơn nữa cho cái hình khối ở trong đây ha. Chỉ có một điều là nó không có sơn vằn vện, nó không có sơn những cái tattoo lên trên đây thôi. Tuy nhiên là như thế này cũng đã rất là tốt rồi. Và các bạn để ý những cái detail trên này nè. Đó, cái detail trên này là mình nhớ tới những con Gundam. Các bạn chơi, các bạn dùng cái bút kẻ lằn chìm đó, các bạn kẻ sắc nét lên nó. Nó tạo cho mình cái cảm giác nó rất là tốt và chi tiết. Ồ, nếu cái này mình nghĩ nếu họ đúc không tốt thì cái này nó sẽ rất là xấu, nó lù đi, nó không có đẹp. Nhưng mà rất là may mắn họ đúc cực kỳ sắc nét luôn, mình phải nói là cực kỳ sắc nét. Ở đây nè, các bạn xem nhé, nó có cái khớp mình có thể đẩy ra sau. Đó, nó đẩy ra sau được nè. Đó, như thế này ha. Đó, cả hai bên luôn mình có thể đẩy ra sau. Đó, nó giúp cho tăng cái biên độ tay. Và mình phát hiện ở trên này có một cái chi tiết. Ở phía trên đây nè, nó có một cái chi tiết rất là giống phim. Wow, một cái chi tiết máy rất là nhỏ. Nó có những cái vòng nhỏ xíu, nó khắc và nó nhấn một cái vị trí hình kim loại trong này. Wow, và cái này các bạn xem nhé. Ở đây là nó có một cái này giống như một cái lò xo, nó bật qua bật lại nè. Wow. Và khi mà mình đẩy á, mình đẩy ra sau á, cái phần này nó sẽ chạm vào cái cánh và nó tự gấp lại. Cái đây quả là một cái thiết kế cực kỳ thông minh. Tại vì nếu mà cái này nó làm cứng á, mình đẩy ra sau, vô tình nó chạm vào cái cánh phía sau này, nó dễ làm gãy hoặc là trầy cánh phía sau. Tuy nhiên họ thiết kế như thế này, khi mình đẩy ra sau, nó tự động nó trượt và nó gập lại, nó khép lại. Thì mình thấy đây là một cái thiết kế rất là tốt và thông minh luôn các bạn ơi. Mình sẽ xem cái biên độ của cái phần hông này nha. À, cái phần hông này không có một cái khớp nào, không có thể qua phải qua trái hoặc có thể cúi tới cúi lui. À, cái đây là cái đặc trưng của em này, hình như là vậy đó. Không có lắc cái hông được, nó cứ ngắt luôn. Cái này có thể mình nghĩ là do ảnh hưởng của cái trend form nên chỗ này nó không có khớp. Rồi, tiếp tục mình sẽ nói chút xíu về cái phần cánh. Cái phần cánh này á, thì nó được sơn lại toàn bộ, nó sơn phủ hết chứ nó không có lộ nhựa nha. Mình nhìn mình cảm giác giống như là nhựa nhưng mà thật ra nó đã được sơn lên rồi. Ở cái phần sau này, những cái chi tiết detail họ đi những cái đường rất là sắc bén luôn. Mình cảm giác giống như là miếng nhựa và mình dán lên và mình cắt y như Gundam đó. Nhưng mà họ đúc rất là tốt và được sơn loang lỗ phối hợp giữa màu xám và màu trắng. Chưa kể ở phía trước, các bạn nhìn cái mặt trước nè. Chỉ một cái chi tiết phía trước đây thôi, mình đã thấy 4-5 màu khác nhau rồi. Đầu tiên là mình sẽ thấy cái màu trắng ha. Đó, rồi tới cái màu xám, rồi màu giả kim loại, rồi cái màu chì. Rồi trong này cũng có những cái chi tiết nhỏ, họ sơn kim loại và họ giả giống như là cái sơn tĩnh điện. Nó tạo cảm giác cái cảm quan rất là tốt và chi tiết luôn. Wow, em này sơn cực kỳ ổn. Đó, cái phía trước thì mình thấy nó đã bám phim rồi. Cái sau lưng thì sao? À, cái sau lưng mình thấy cũng bám phim luôn. Tuy nhiên là cái chi tiết phía trên này nè, trong phim nó sẽ xếp thành 2-3 lớp, nó xếp với nhau. Tuy nhiên cái này nó chỉ xếp một lớp thôi. Mình nghĩ cái này là do ảnh hưởng của trend form nên nó không được như vậy. Tuy nhiên, cái phần dưới nè, đó, hai phần bên này nè, nó cũng đã học hỏi và rất là giống phim. Từ cái đoạn này trở xuống là mình thấy chi tiết nó bám phim nha. Và ngoài ra ở đây mình cũng có hai cái động cơ đẩy nè. Đó, hai cái động cơ đẩy đây. À, hai cái động cơ đẩy này thì trong phim khi mà em Stargreen bay lên thì nó sẽ phát ra cái màu xanh. Rất tiếc là ở đây họ không có đổ một cái led nào để phát cái màu xanh. Bù lại cái chuyện đó họ sơn xanh sẵn luôn để tạo cảm giác giống như là em này đang bay và đang đẩy cái phản lực ra đó các bạn. Và ở đây mình thấy họ sơn cũng cực kỳ chi tiết luôn. Và cái màu sơn tĩnh điện giả kim loại này nó làm mình ưng chịu không nổi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy được một chút xíu những cái vị trí chỗ này nè. À, nó có một số cái nhựa thừa.
rất tiếc là đây là cái hãng KO thôi nên họ sẽ không có kỹ lắm, nên mình thấy xuất hiện một số cái nhựa thừa nè. Cái này á, nếu mà họ đánh đi nó cho trơn tru hơn và họ sơn á, họ kỹ hơn nữa thì mình nghĩ đây rất là hoàn hảo luôn. Hơi tiếc chút xíu ha các bạn ha. Tiếp tục mình sẽ nói về cái chi tiết ở cái tay. Thì cái tay này cái biên độ như thế nào mình xem nhé. Wow, đây mình có thể đưa lên được như thế này. Ở đây có một cái giáp mình có thể gỡ ra để gia tăng biên độ hơn nha. Đó, đây nó dơ cao được lên như thế này nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, ở đây có một cái giáp đó, nếu các bạn đóng lại như thế này nè thì mình sẽ không nhấc lên được nha, không nhấc lên cao hơn được, tới đây thôi. Ở đây mình sẽ bật cái giáp này ra và mình sẽ đẩy lên được đây đó. Và cái khớp này là một cái khớp nảy, và cái khớp nảy này mình thấy tốt chắc chắn nha các bạn. Nghe cái tiếng nè, cạch 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 cạch, ô nó rất là tốt luôn đó. Cái biên độ như thế này ha. Đó rồi, để mình xem, có một cái khớp, mình xoay được 360 độ luôn nha. Và cái này là khớp nảy nha các bạn. Các bạn nghe cái tiếng không? Wow, nghe cạch 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 luôn nha. Rất là tốt ha. Wow, trong cùng một cái vị trí chỗ này mà xuất hiện hai cái khớp nảy nha các bạn. Đó, cái khớp nảy này và cái khớp nảy này. Wow, mình thấy khá là tốt ha. Tuy nhiên, cái này là cái hàng KO nên rất là tiếc một số cái vị trí như sau. Đây các bạn xem ở trong phía bên trong nách nè, xuất hiện rất là nhiều vị trí nhựa thừa. Đây các bạn thể xem nè, chỗ này, à, trên cánh cũng có luôn. Cảm giác mình nhìn vô nó bị những cái vị trí nhỏ nó làm khó chịu con mắt, rất là tiếc luôn. Tiếp tục thì mình sẽ có một cái khớp chỗ đây. Khớp cổ tay này thì chỉ là cũng là cái khớp nảy, nhưng mà cái khớp nảy này là cái khớp nảy bình thường thôi các bạn. Nó không nghe tiếng cách cách, nó chỉ là kịch 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 thôi. Đó, nó bình thường thôi, nhưng mà cũng rất là tốt, mình thấy nó giữ được ha. Đưa ra sau là đưa ra trước rất là tốt nè. Và ngoài ra, ở đây xuất hiện thêm một cái khớp xoay để có thể xoay được cái phần cánh tay được 360 độ luôn. Ở đây thì mình phát hiện có một cái vị trí như thế này, mình có thể bật ra được như thế này nha. Và chắc có thể là liên quan tới Transform đó các bạn. Tuy nhiên, khi mà pose dáng mình cũng có thể lợi dụng cái này để tạo được cái dáng nó lạ hơn cho cái cánh tay nha. Cái phần tay này thì mình thấy ở phía trên này họ cũng bám sát phim nè. Cái phía dưới mình thấy có những cái vị trí nó làm lộ những cái dây điện và họ sơn cũng rất là sắc nét. Tuy chỉ là sơn trên cái cạnh bề mặt thôi, chưa sơn được hai bên. Nếu mà sơn được hai bên á thì nó sẽ thật hơn, nhưng mà mình thấy cũng rất là đẹp rồi. Ở đây có một cái màu đi từ màu đậm sang cái màu nhạt nè. Đó, nó tạo cái cảm giác cò rất là hay. Mình cũng không biết tại sao họ nghĩ ra cái kiểu sơn này nữa, nhưng mà rất là tốt luôn các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình có cái bàn tay có thể gập lên được như thế này và gập xuống như thế này. Cái này không có lắc qua lắc lại và mình có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Đó. Và trong cái bàn tay này thì có thêm một cái khớp nữa, mình có thể gập được như thế này. Hai cái khớp bàn tay, cái bàn tay này thì cái bàn tay con bọ nên nó sẽ dài ra hơn cái bàn tay bình thường và nó gập. Ở đây mình thấy nó sẽ có 5 ngón tay. Cái thiết kế này nó hơi khác chút xíu. Nó có 2 ngón tay hai bên. Và nó có 2 cái khớp như thế này. Và 3 ngón tay ở giữa nó sẽ gập được như thế này. Cái điều đáng tiếc mình thấy ở cái bàn tay này đó là không có full khớp ở trên này. Mặc dù các bạn thấy cái ngón tay này họ làm rất là chi tiết rồi. Những chi tiết này nó đi với nhau và nó tạo thành cái khớp luôn. Nó tạo thành cái khớp, họ đúc cái khớp sẵn ở đây luôn. Nhưng mà mình không hiểu tại sao họ không làm cái khớp. Nếu ở ngay vị trí trong này họ làm một cái khớp nữa thì cái bàn tay này mình nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Rất là tiếc. Tuy nhiên cái bàn tay này, cái màu sơn xám và nó đi với cái màu sơn kim loại xám đậm hơn, nó tạo cảm giác rất là đã. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái phần chân. Thì cái phần chân, để coi, đây biên độ có thể đưa lên được tới đây và đưa xuống tới đây. Và cái khớp nảy này rất là chắc chắn luôn. Mình thấy khớp nảy này nó cứng nha và giữ được từng vị trí luôn các bạn. Rồi, và cái này có thể xoay được. Cái này mình nghĩ là xoay được 360 độ luôn các bạn. Tuy nhiên là nó hơi vướng chút xíu thì các bạn có thể lắc một chút xíu để có thể xoay qua được nha. Không có xoay được 360 độ nha. Chỉ xoay tới đây thôi. Rồi sau đó mình xoay ngược lại. Rồi, hiểu rồi. Mình sẽ xem cái biên độ ngang của nó như thế nào ha. Đầu tiên nếu các bạn để yên á thì nó sẽ lên được tới đây thôi. Và mình lắc ra một chút xíu thì mình có thể đẩy lên được nhiều hơn và nó tuột ra luôn đó. Nhưng mà tuột ra thì chỉ được tới đây thôi,
không có hơn được nữa ha. Và mình sẽ đưa lại vị trí cũ. À, đó, các bạn thấy không? Chỗ này nè, tới đây nè, tới đây nè, không có lên được nè. Mình lắc ra một chút xíu, rồi mình mới đẩy lên được. Đó, nó là như vậy ha. Rồi còn biên độ phía trước thì mình sẽ đưa lên được cao như thế này. Tới đây là hết rồi, tới đây là vướng rồi, không có hơn được nữa nha các bạn. Và đưa xuống đây. Và cái khớp chỗ này thì mình thấy nó cũng khá là chắc chắn. Khớp nãy cả đưa lên phía trước và đưa bên hông luôn. Rất là tốt ha. Và trong này xuất hiện thêm một cái khớp có thể để lắc cái chân, lắc ra trước và lắc ra sau. Được như thế này luôn. Lắc ra trước và lắc ra sau, lộ các cái phần chi tiết máy trong này. Wow. Và mình thấy chi tiết trong này họ đúc khắc cắt cũng rất là đẹp, cực kỳ tốt luôn. À, và cái này thì chỉ là cái khớp bình thường thôi nha các bạn, nhưng mà nó chắc chắn nha, lắc nó rất là đã tay luôn. Tiếp tục ở phần đầu gối thì mình xuất hiện tiếp tục một cái khớp nãy nữa. Wow. Và các bạn xem cái biên độ nha. Xuất hiện ở đây một cái khớp nữa. Để mình xem. À, cái khớp này thì nó lại đưa cái chân ra phía trước. Tuy nhiên cái biên độ nó chỉ được như thế này thôi nha các bạn. À, đó, tới đây thôi. Và đưa xuống tới đây. Đó, là hết rồi. Tuy nhiên cái khớp nãy này nó không có tiếng cạch 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 nhiều, nhưng mà nó cũng rất là chắc. Và các bạn xem nhé, cái chi tiết ở phía sau này nè, họ cũng cố gắng họ làm bám sát phim luôn. Ở vị trí nè, hai cái chấm này nè, sơn cái màu đồng này nè, cái rất là đẹp. Và xuống phía bên dưới này cũng sơn màu đồng luôn. Và cái màu đồng này mình thấy nó giống như là có cái sơn tĩnh điện, nên là nhìn nó rất là đẹp. Và một chỗ mình thấy rất là thích luôn, nếu các bạn xem cái phiên bản của 3A, nó có một cái chi tiết như thế này. Khi mình bẻ cái chân này nè, à, nó có một cái đoạn nó lòi ra như ha. Đó, y chang luôn, họ cũng làm cái đoạn này. Đó, họ chú tâm vào cái vị trí chỗ này, nó có cái khớp và nó đưa cái chi tiết này ra thì nó bám sát phim và nó cũng bám theo cái phiên bản 3A luôn các bạn ơi. Và cái chi tiết phía bên dưới này cũng giống luôn nha. Wow, mình thấy cái này làm tốt quá luôn á. Cái chân này thì chỉ là cái khớp bình thường thôi, nó có thể đưa ra sau như thế này, đưa lên trước như thế này, à, đưa ra sau và đưa lên trước như thế này. Đó, đưa lên sát như vậy, vậy luôn, à, đưa ra sau. Ở đây nó có một cái vị trí mình bật được ra nhiều hơn, nó duỗi được như thế này ha. Tuy nhiên mình nghĩ cái này là chắc là do trend form quá, chứ không phải cái khớp bình thường. Nếu mà để bình thường thì nó chỉ được như thế này thôi. À, đó, nó lên như thế này và nó ra sau như thế này. Và cái chỗ đây cũng có một cái khớp chỗ đây, nó bật được cái giáp này để nó gia tăng cái biên độ hơn nha các bạn. Để tránh khi mà mình đưa lên nhiều quá thì nó cạ, thì ở đây cũng xuất hiện một cái vị trí giáp. Các bạn để ý nha, ở cái phần chân này nè, nó có một cái vị trí như thế này. Khi mình đẩy vào á, thì nó sẽ chặt. Đó, nó cứng cái phần này. Tuy nhiên, đây nè, nguyên cái phần bàn chân này là bằng kim loại nha các bạn. Rất là cứng luôn. Và nó tiếp giáp với cái phần trong này chỉ là cái phần nhựa thôi. Nên là cái chỗ này nếu các bạn lắc mà không có để ý á, nó rất là dễ có thể gây gãy luôn nha các bạn. Lúc transform hoặc là cái lúc mình lắc á, nếu mà không cẩn thận là nó có thể gây gãy. Và ngoài ra ở đây nếu mà mình lắc tới để mình tạo những cái dáng tuột cái này ra nè, thì cái chân nó rất là dễ yếu, thành thử khi mình đứng nó sẽ bị lúc lắc đó. Nên cái này mình phải để ý chỗ này chút xíu cho mình nha, ngay cái phần bàn chân này nha. Và cái chân này họ làm rất là sắc nét, các bạn xem cái màu nó đi giữa cái màu xám đậm và cái màu xám nhạt này, và những cái chi tiết nó phối hợp với nhau mình nhìn rất là tuyệt. Tuy nhiên nếu mà soi kỹ một số vị trí bên hông này, nó vẫn xuất hiện những cái lấm tấm của nhựa thừa. Đây, cái bên hông chân nè, nó xuất hiện những cái vị trí nó tạo cho cái sự không hoàn hảo lắm. Mình thấy rất là tiếc luôn. Cái này nếu mà ở một cái hãng lớn thì họ sẽ không để những cái vị trí này xuất hiện đâu. Rất tiếc là cái hãng KO họ không có quá nhiều kinh phí, nên để những cái chỗ này thì mình thấy đau lòng quá. Nếu mà xử lý được những chỗ này thì cái em mô hình nó cực kỳ hoàn hảo luôn các bạn ơi. Và mình phát hiện ở vị trí đầu gối đây có hai cái giáp nè, à, bạn thấy không, nó cũng là cái giáp kiểu lò xo luôn. Và mình nhận thấy là chỗ đây là không sơn, cái miếng này là cái miếng hoàn toàn không sơn, để nguyên cái miếng nhựa luôn. Về cái phần phụ kiện thì mình có một cái phần, đây là cái phần súng hỏa tiễn nè, phần tay cưa nè, và một cái gân nhỏ nữa các bạn. Thì ở đây mình thấy cái này họ cũng sơn cái màu xanh và bám theo cái thiết kế của 3A luôn các bạn, rất sát phim luôn ha.
Rồi, ở đây mình sẽ đầu tiên là mình gập cái này lại nha. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Sau đó các bạn bật cái này ra. À, rồi mình sẽ nhét vào đây. Rồi gài cái này xuống dưới này. Đó là nắm được cái phần vũ khí nha. Và cái vũ khí này mình thấy nó cũng làm nặng cánh tay này hơn. Tuy nhiên các bạn xem nè, mình sẽ lắc cái này thử nha. Đó, cái khớp chỗ này nó vẫn giữ được nha. Nó rất là chắc chắn, nó không có ảnh hưởng gì lắm ha. Tương tự với bên này thì mình sẽ có một cái súng nhỏ. Thì cái súng nhỏ này các bạn để ý trên cái phần cánh tay này nó có một cái vị trí lõm. Đó, mình cầm mình nhét cái này vào thôi. Đó là có thể gắn được cái súng nhỏ nha các bạn. Nhưng mà khi gắn súng nhỏ thì mình sẽ không gắn được cái tay cưa ha. Thì bây giờ mình sẽ gỡ cái súng nhỏ ra. Gắn cái tay cưa thì cũng tương tự như bên kia. Mình sẽ gập cái này lại. Bật cái này ra. Đưa cái này vào chỗ này. Đó là mình có thể gắn được cái tay lưỡi cưa rồi. Và cái tay này cũng giữ được rất là tốt luôn nha các bạn. Wow. Và ra thì các bạn để ý nha, ở hai cái phần cánh nè, nó có hai cái vị trí như thế này. Đây, nó có cái lỗ như thế này nè. Thì mình có thể lắp cái phần súng lên được luôn nha các bạn. Đó, phần hỏa tiễn này lắp lên được nè. Đó. Rồi tương tự với bên này cũng vậy, mình cũng có thể lắp cái lưỡi cưa lên đây được luôn. Đó, như thế này nha. Lắp ở hai cái phần cánh như thế này. Tiếp sau đây là cái phần so sánh scale. Thì hôm nay mình có một khách mời, đó là em LS04F. Ta-ta. Đó, các bạn xem nha. Hai em này thì cũng cùng cái tỷ lệ với nhau à, nhưng mà các bạn có thể so sánh được. Đây, các bạn có thể thấy được cái chi tiết của cái em F12 này. Cái chi tiết nó tốt hơn, nó bám sát phim hơn. Còn em LS04S này thì chi tiết nó không bám sát phim. Tuy nhiên cái tổng thể em này nó cũng rất là đẹp, được sơn kim loại và có những cái vằn vện. Nên khi mà mình nhìn em này, mình lại nhớ đến em này. Em này giá mà mình sẽ có trong tương lai một cái phiên bản F12AS ví dụ như vậy, họ sơn những cái đường vằn vện lên, thì mình nghĩ đây sẽ là một cái lựa chọn rất là đã luôn. Tại vì cái này vừa sát phim mà vừa transform được, lại là hàng KO giá rẻ, dễ chơi hơn các những cái bản khác nữa các bạn ơi. Khách mời thứ hai đó là em LS06. Đây, Megatron đến đây. Đấy, sư phụ của Starscream. À, cái này là một cái bản LS06. Và các bạn có thể so sánh cái tỷ lệ nè. Ồ, hai em này đi với nhau nó cũng xem nó gần như là trong phim luôn các bạn ơi. Thành thử là những cái hàng KO này nó đang cùng một cái scale với nhau, đi với nhau nó khá là ổn. Hai em này đứng chung rất là đẹp đúng không các bạn? Vậy là xong, cơ bản là các bạn có thể so sánh một chút xíu với một số cái phiên bản khác. Sau này ở trong những cái video sau, mình sẽ cố gắng so sánh được rất rất là nhiều em đi bên cạnh để các bạn có thể thấy được sự tương quan hơn nha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong em F12A Starscream. À, thật là sung sướng luôn. Và mình có một lời khuyên cho các bạn, nếu bạn nào thích một cái phiên bản Starscream sát phim nè, sơn đẹp, có thể transform được và giá cả ổn, thì đây là một cái lựa chọn hàng đầu cho đến thời điểm này nha. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share. Nếu các bạn nào chưa subscribe thì hãy bấm subscribe và nhớ bấm nút chuông để đừng bỏ qua những cái video của mình nha. Còn bây giờ thì từ từ một chút xíu, đừng tắt video, đi ngay phần show in cho mình nha. Let's go.